Rồi lỗi mình rồi. Trời ơi bỏ chạy kìa. Ui 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 ui. Oh my god. Bạn gái này chạy winner dễ thương thật sự luôn. Wow. Chạy rất là nhanh luôn em. Giật mặt. Oh my god. Xe từ từ thôi em. Xe. Má ơi chạy nhanh dữ vậy. Trời ơi bỏ chạy kìa. Ui 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 ui. Trời ơi bỏ chạy kìa. Ui 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 ui. Nó sao không em? Ôi chạy từ từ thôi. Trời ơi. Rồi không sao. Hên quá. Hên là thắng kịp á. Đúng rồi, qua mấy chỗ này chạy chậm chậm thôi em. Không, anh thấy đụng nhẹ, không sao đâu hên á. Được rồi. À, chạy ghê quá. Đâu em đậu xe xuống coi. Đậu xe xuống kiểm tra đi. Từ em tắt chìa khóa đi. Tắt chìa khóa hồi nổ lên nè, tại nó mới ngã. Từ từ. Trời đất ơi, tôi chạy đằng sau tôi thấy bà ba tôi hết hồn luôn á, tôi quay hết luôn mà. Rồi không sao, có chạy gì không? Có chạy ở đâu không? Cái pha đó hơn là em thắng kịp á, anh đằng sau anh thấy em ban thẳng vô cái xe đó luôn. Sợ phải không? Hết hồn phải không? Hạn chế, nói chung là em chạy nhanh thì chạy, nhưng mà tới mấy cái chỗ vậy nè em giảm tốc độ em qua từ thôi là ok. Bởi về đi làm hay đi học hả? Chạy đi học hay đi làm vậy? Dạ, em mới đi làm 4-5 giờ. Xe thì nói chung là bị cái mỏ về, không sao, rẻ à. Có mua gì băng lên không? Anh mua cho. Định thần chút xíu rồi chạy tiếp. Nhà em đâu lận? Dạ, em ở Biên Hòa. Biên Hòa. Lên đây làm hả em? Giờ chạy về Biên Hòa. Wow. Giờ đi học, đi làm xong rồi về đi học. Ừ. Rồi không sao. Xe em luôn á hả? Dữ ha, con gái mà đi xe công tay đồ chạy thấy ớn rồi chứ. Không sao, rút kinh nghiệm nha. Dạ. Mấy mốt mình rút kinh nghiệm thôi, anh cũng té hoài à. Rồi chân bả thẹo không kìa. Rồi thôi đi. Anh đi trước nha. Bye bye.
Sợ thật sự luôn anh em. Sợ thật sự luôn. Mình chạy đằng sau là mình ngóng theo luôn á. Tới cái ngã tư rồi, kiểu mình cũng chạy lên, mình đâu có nghĩ là bà tới ngã tư mà bà chạy dữ vậy, đúng không? Mình tới ngã tư mình giảm tốc độ, mình rà. Thì lúc nào tới cái ngã tư á, tới mấy cái chỗ giao lộ á, thì mình cũng trong cái tư thế là thắng nha anh em. Tới những chỗ đó là mình trong cái tư thế thắng, để mà mình kịp thời mình xử lý. Nếu như mà mình có chạy nhanh thì tới mấy cái chỗ đó là mình trong cái tư thế thắng thôi. Và nhìn xe, may mắn là bạn này chỉ bị chày nhẹ ở mấy cái ngón tay thôi. Cực kỳ may mắn luôn anh em. Thắng kịp nha. Nếu mà thắng không kịp khúc đó là mệt á. Lúc nãy là mình có gặp bạn đó ở trên khúc trên thì hai anh em chạy cũng hơi bị nhanh anh em, chạy cũng 7-80 á ở khúc trên đó. Thì mình chạy theo mình chơi, kiểu mình thấy con gái mà đi xe công tay đội full face cá tính dễ thương á, mình đi theo mình coi. Thì mình chạy theo một đoạn lên khúc trên này, không biết sao bả chạy dữ vậy. Hay là kiểu như là bả nghe tiếng bô mình đằng sau á, cái bả tưởng người ta gạ đua bả. Rồi thì sau cái clip này á, anh em xem anh em cũng thấy. Thì mình hy vọng anh em sẽ rút kinh nghiệm. Anh em nào mà mới chạy xe, quan trọng là đối với những anh em nào mà mới biết chạy xe á, thì mình đừng có chạy nhanh. Tập chạy xe là mình tập chạy chậm trước rồi mới tập chạy nhanh, chứ không phải là tập chạy xe là mình chạy nhanh trước rồi mai mốt rành tự động mình chạy chậm được. Không phải, chạy chậm trước nha anh em, chạy chậm cho chắc đi rồi bắt đầu mới chạy nhanh. Tại vì khi mình chạy chậm rồi á, bắt đầu mình chạy nhanh á, thì mình sẽ xử lý được những cái tình huống rất là dễ dàng đó. Và đặc biệt là ở những cái ngã tư đèn xanh, đèn đỏ, những cái giao lộ ở trên quốc lộ cũng vậy. Nó nguy hiểm nhất là ở những cái giao lộ. Chạy xe thì nó nhiều kiểu chạy lắm. Đó, có những người qua những cái giao lộ người ta vẫn không giảm tốc độ, người ta ban qua luôn. Đó là cách chạy kiểu như là tìm những cái khoảnh khắc mở để mà chui qua. Thì cái cách này á, nó khá là nguy hiểm, mình không khuyến khích anh em nên sử dụng cách này. Cái cách chạy này á, là dành cho những anh em nào mà mê tốc độ và chạy theo bản năng, cảm tính. Nói chung là không có một cái khuôn khổ nào hết. Thì chạy nhanh là ra chạy nhanh. Còn anh em mình kiểu như là mới chơi xe, hay là mới mua xe, hay là mới độ xe, hay là mới tập chạy xe, hay là mới biết chạy xe á, thì mình nên chạy chậm. Tốt nhất là mình nên chạy chậm. Mình tận hưởng cái con xe mình đó. Chứ đừng có quá mắm ga nha, như bạn đó là mệt á. Rất là may mắn luôn anh em, may mắn cực kỳ luôn. May mắn là bạn đó không sao, thật sự luôn. Mình đằng sau mình nhìn tới là mình hết hồn luôn. Wow, sợ thật sự luôn á. Mình đi đường nhiều thì mình cũng đã chứng kiến rất là nhiều vụ tai nạn xảy ra trước mặt mình luôn. Có nhiều vụ tai nạn kinh khủng lắm kìa, nó xảy ra trước mặt mình luôn. Mình quay lại hết luôn, nhưng mà mình không có dám úp. Thì anh em nghĩ coi nó kinh khủng cỡ nào rồi. Có nhiều cái video mình quay được, mình đứng xuống tại chỗ mình xóa luôn, mình không dám đem về nhà luôn. Anh em nghĩ xem, ghê lắm. Khi mình lưu thông trên đường từ điểm A qua điểm B đó, nó là một cái gì đó gọi là hành trình rồi đó. Có thể gọi là hành trình rồi đó. Thì trong một hành trình đó, là mình phải cẩn thận. Hành trình từ điểm A qua điểm B làm sao cho an toàn, và hành trình từ điểm B về tới nhà nó phải an toàn hơn nữa đó. Lúc nào cái đường về nhà thì mình phải an toàn hơn nữa. Đường trống thì mình chạy không ai nói gì hết. Khi mà tới những chỗ dạng này nè, những cái giao lộ, những cái ngã tư á, là mình nên giảm tốc độ và mình nên quan sát anh em.
khi mình lưu thông trên đường á là con mắt của mình á phải quan sát, mình quan sát mọi tình huống xung quanh phía trước hai bên đó, đặc biệt là đằng trước. Mình chạy nhanh thì chạy nhanh, không ai nói hết. Nhưng mà mình chạy ẩu là không được. Chạy nhanh thì được, nhưng mà không bao giờ chạy ẩu nha. Ẩu một ly là đi một dặm luôn á. Nhưng mình chạy nhanh nè. Đó, những cái tình huống mình chạy nhanh nè. Vẫn chạy được, mình vẫn xử lý bình thường. Mình đi bình thường, một cách bình thường, văn minh. Là mình vượt mặt một cách nhẹ nhàng. Chạy ẩu là sao? Chạy ẩu là chặt chẽ nè, cúp đầu xe nè, lạng lách đánh võng nè, đua bơi ở trong những cái đường như thế này nè. Đó, những cái đường mà đông xe, người ta đang di chuyển đi làm đi học mà mình lấy xe ra mình chạy nhanh mình đua bơi thì nó không nên. Nó nguy hiểm. Mà nó đã nguy hiểm thì mình không nên. Cái gì mà liên quan tới hai từ nguy hiểm, rủi ro là anh em đi xe né hết. Còn mình chạy mà kiểu đầm đầm là sao? Đó, như bạn đó đó, chạy nhanh vậy đó, đâu ai nói đâu đúng không? Nhưng mà bạn đâu biết cách dừng, cách giảm tốc độ đúng nơi, đúng chỗ. Mình là mình chạy kiểu đó đó. Thật sự luôn, mình đi ngoài đường không phải là mình chạy chậm thiệt chậm hoài đâu. Đôi lúc mình chạy nhanh lắm, chạy nhanh kinh khủng luôn. Nhưng mà mình chạy làm sao á mà cho nó an toàn cho mình và những người xung quanh. Đó là cái quan trọng nhất. Cái nào mà có hai chữ an toàn thì anh em áp dụng. Còn cái nào mà nó kiểu như là rủi ro, nguy hiểm thì mình nên né ra. Vậy ha. Phía trước kìa anh em ơi, để mình nghe điện thoại cái. Chạy giao hàng đó, đâu có gì không anh? À, chạy giao giùm anh đi, ở trong cái vườn mai á. Giao hàng gọi đúng lúc kìa, ngừng trước mặt công an luôn kìa. Nhìn mình quá trời nhìn luôn, không biết có sao không. Chắc không sao đâu. Rồi lỗi mình rồi. Đi đâu đây em? Dạ em đi mua đồ. Đi theo lái xe vậy không? Dạ. Đi theo lái xe. Dạ có.